Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer, và như thường lệ mình, phóng viên sẵn sàng Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Chắc hẳn là anh em vẫn còn nhớ đến những con màn hình mà mình đã review trước đây. Tuy nhiên thì ở video này, con màn hình trong video này nó dành cho những anh em mà vừa làm đồ họa mà vừa chơi game. Thì với cái nhu cầu như vậy, hiện tại anh em rất khó để có thể mua được một con màn hình có thể đáp ứng được cả hai. Nếu mà có màu đẹp cũng như là độ tương phản tốt hay là linh tinh thì sẽ phải kéo theo đó là cái tần số quét nó không đạt cái mức ổn hay là chuẩn để mà anh em chơi game. Và nếu mà cái tần số quét mà dành cho việc chơi game như tần số quét cao ấy thì lại không có cái màu tốt. Vậy thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một giải pháp, đó là một con màn hình có thể cân được cả hai công việc này một cách vô cùng hoàn hảo. À, bây giờ intro. Và ngay sau mình đây, chắc là anh em cũng đoán ra rồi, đó là con màn hình XG270QG của ViewSonic. Và như ViewSonic cũng như mình nói bên trên thì con màn hình này vô cùng hoàn hảo để cân cả hai cái công việc là chơi game và làm đồ họa hình ảnh cho anh em. Vậy thì nó hoàn hảo như vậy vì sao và nó hoàn hảo như thế nào thì cùng tìm hiểu ngay thôi. À quên, thay vì cái phần nói về thiết kế thì do cái hiệu năng của con này quá tốt và mình cũng sẽ chỉ nói nhiều nhất ở hiệu năng thôi, cho nên bây giờ thì tạm bỏ qua phần thiết kế, chúng ta sẽ đi đến phần hiệu năng luôn. Và sau khi test cái kết quả mà chúng ta thu được khá là bất ngờ, và theo như ViewSonic thì XG270QG có độ bao phủ màu DCI-P3 đạt đến 98%. Tuy nhiên thì như các bạn đã nhìn thấy sau khi test thì ở đây nó chỉ đạt đến 95% mà thôi. Và gạt tạm cái DCI-P3 sang một bên thì những thông số khác đều rất là chuẩn, 100% sRGB, Adobe RGB đạt 89%, và về độ sáng thì ở góc dưới bên trái màn sẽ sáng hơn và lệch hơn so với ở trung tâm của màn hình nếu màn đang ở độ sáng là 100%. Và thông số về độ lệch màu của màn thì rất là thấp, mà những cái thông số này anh em chỉ thường thấy trên những cái màn hình cao cấp. Là một con màn hình chơi game nhưng XG270QG lại đem đến một cái thông số về màu sắc vô cùng ấn tượng và chính xác. Các chi tiết và phần mềm của hình ảnh vô cùng mượt và không bị đứt quãng. Việc làm ảnh cũng như là dựng phim đồ họa của anh em sẽ vô cùng sướng khi mà trải nghiệm trên con màn hình này. Và bây giờ thì đá qua một chút về vấn đề ngoại hình. Trong quá trình mà mình lắp đặt con màn hình này thì thực sự phải nói là đỉnh anh em ạ. Nó có một bộ khung và chân đế vô cùng lớn, vững chắc theo dạng hình chữ L, kéo dài từ phần đế ra đến bên ngoài. Và nó rất là lớn. So với những mẫu màn hình gaming khác thì có cái thiết kế chân kiểu chân chim, thì con màn hình này là một thiết kế theo như mình nghĩ là nó khá là độc đáo. Ở phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có logo của nhà sản xuất, và tất nhiên rồi, cái dải đèn RGB ở ngay chính giữa đây và ở dưới này nữa. Và theo mình thì nếu như anh em nào đang để con màn hình này lộ thiên cái lưng ấy, mà nhìn mình có thể ngắm được cái lưng ấy, thì cái dải đèn này nó rất là đẹp và có giá trị. Tuy nhiên thì với phần lớn anh em đang sử dụng thì đều áp vào tường, và cái độ sáng của cái dải đèn này nó không đủ đạt cũng như không đủ rõ để có thể phản vào tường để anh em có thể nhìn thấy cái độ đẹp. Tuy nhiên thì mèo mò có con không, đúng không nào? Có một cái chi tiết mình cho là nó khá là tinh tế, và khi mà ViewSonic đã trang bị thêm cho anh em một kẹp giữ chuột và một cái móc treo tai nghe vô cùng tiện, thì khi mà chơi game xong hay làm việc xong, anh em chỉ việc treo tai nghe vào đây, thế là cái góc gaming của anh em sẽ luôn gọn gàng và sạch đẹp. Thì đây là một cái chi tiết có thể nói là nâng cao cái trải nghiệm người dùng khi mà sử dụng con màn hình này. Và tất nhiên là không thể thiếu được, đó là cái khả năng linh hoạt trong cái việc điều chỉnh góc nhìn lên xuống hay là ngang dọc. Thì đây là cái điều mình không ngạc nhiên cho lắm khi mà nó được trang bị trên con màn hình cao cấp này. Có một chi tiết nhỏ mà mình chưa ưng lắm ở con màn hình này, đó là cái phần joystick điều chỉnh cái chức năng màn hình được thiết kế bị chìm ở trong, và nó khiến cái việc bấm khá là khó, và nền của bảng tinh chỉnh sẽ khó nhìn nếu mà màn hình anh em đang ở những cái tab sáng, và rất khó để điều chỉnh trên nền sáng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một chút những cái chi tiết về thông số cũng như là những cái công nghệ vô cùng cao cấp và mới mà ViewSonic đã tích hợp trên con màn hình này. XG270QG có kích thước là 27 inch, độ phân giải QHD tức nghĩa là 2K, tấm nền nano IPS với độ sáng là 350 nit, thời gian đáp ứng đạt 1 ms, và cái độ bao phủ màu DCI-P3 đạt 98% theo như nhà sản xuất công bố, và NVIDIA G-Sync cũng không thể thiếu. Ngoài ra thì có một cái điều mà anh em game thủ rất quan tâm, đó là tần số quét thì nó đạt đến tận 165Hz. Và chắc hẳn là anh em cũng không còn xa lạ gì với cái việc chơi game trên những con màn hình có tấm nền là VA,
với cái giá thành thấp cũng như là cái tần số quét nó khá là cao, phù hợp với việc chơi game. Còn cao gấp hơn một chút với cái giá thành nhỉnh hơn hẳn, đó là những con màn hình có tấm nền IPS với độ phân giải cao, với tần số quét cao, thì thường thấy trên những con màn hình chơi game thì màu sắc của nó cũng không thể nào mà đạt đủ hay chuẩn, kể cả là trên những con màn hình IPS, anh em cũng không thể nào mà làm song song cả hai việc là vừa làm đồ họa vừa chơi game một cách thoải mái cũng như là đáp ứng đủ những cái yêu cầu về màu sắc được. Còn với con màn hình này thì ViewSonic đã trang bị một cái tấm nền với công nghệ mới là Nano IPS. Thì nói qua một chút, đây là một cái công nghệ sử dụng cái lớp phủ quang học có kích thước là nanomet, và cái lớp phủ này nó sẽ giúp hấp thu những cái bức xạ ánh sáng, những cái sóng ánh sáng ấy, để làm cho cái màu sắc nó trở nên rõ ràng cũng như là chính xác hơn. Và cái lớp phủ này nó sẽ giúp hấp thu những cái giải màu hay là cái bước sóng ánh sáng dư thừa, và điều đó thì nó sẽ giúp cho hình ảnh cũng như là màu sắc được hiển thị một cách sắc nét và tinh khiết hơn như là Aquafina vậy. Và với một con màn hình phục vụ vào mục đích là chơi game thì giờ đã được trang bị tấm nền Nano IPS, thì anh em chơi game trên con màn hình này phải nói là vô cùng cứng. Và góc cạnh cũng như độ sắc nét, màu sắc khi chơi game phải nói là cực đã. Mình đã chơi thử một số tựa game như là Assassin's Creed, Tomb Raider hay là CSGO trên con màn hình này. Với tần số quét cao 165Hz cùng với tấm nền Nano IPS thì cái trải nghiệm chơi game có thể nói là nó vô cùng là mịn. Tình trạng xé hay là lập hình hiển nhiên là không có, và những pha hành động mãn nhãn như anh em đang bỏ tiền xem phim như ngoài rạp vậy. Và đây là một cái điều mình đánh giá rất là cao ở con màn hình này. Có một cái điều rất là hay ở con màn hình này thì anh em có thể thấy hai cái tấm chắn ở hai bên này. Đây là một cái sáng tạo khá là thú vị đến từ ViewSonic. Thì thông thường khi mà anh em chơi game sẽ dễ bị mất tập trung nếu bên cạnh có ai đó đang xem, hoặc là sẽ dễ bị đa máy nếu mà rủ bạn bè chơi cùng một cái tựa game nào đấy. Nhưng mà từ nay thì anh em sẽ không cần phải lo về vấn đề này, và với hai cái tấm chắn được trang bị trên con màn hình thì anh em sẽ hoàn toàn tập trung khi chơi game, tránh cái hiện tượng đá máy của đứa bạn bên cạnh, và tất cả là để anh em có một trải nghiệm chơi game cũng như làm việc đồ họa hình ảnh tuyệt vời nhất trên con màn hình này. Và với tất cả những điều trên thì đây có thể nói đây là một con màn hình đỉnh cao, có thể chạm đến đỉnh. Nhưng mà tuy nhiên thì kéo theo với đó những cái công nghệ đấy hay là những cái màu sắc chính xác đấy là một cái giá thành nó có thể nói là hơi bị chưa được toàn dân cho lắm, với cái mức giá là 19.299.000 đang được bán tại Hà Nội Computer. Và anh em hoàn toàn có thể đến những cái showroom Hà Nội Computer để có thể trải nghiệm cũng như là sử dụng qua để xem là mình review có chính xác không, hay là con màn hình này có thực sự ngon và chính xác để anh em có thể chơi game cũng như làm việc đồ họa trên này hay không. Và anh em nghĩ sao về con màn hình này? Đừng quên để lại bình luận phía dưới. Nếu anh em đã xem đến đây thì đừng ngần ngại và để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe về cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và mình đi chơi game tiếp đây. Và nếu anh em muốn trải nghiệm con màn hình này thì có thể, đấy như mình đã nói, đến Hà Nội Computer ở tất cả các cơ sở để trải nghiệm. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những anh em ở trong những video tiếp theo. Mình là Vin Tukuda, phóng viên sáng tạo tại Hà Nội Computer.